Tính ra là trong một tháng vừa rồi á, là Linh đọc được 3 cuốn sách rưỡi anh em, trong vòng một tháng. Đó, còn mình em thấy cái tốc độ đọc sách luôn. Nhưng mà có mấy cuốn mà Linh thấy nó, có mấy cuốn mà Linh thấy nó không hay cho lắm. Rồi, cái cuốn đầu tiên mà Linh đọc là cái chém chém phách cơ dữ vậy. Nổ xích lần hai. Trời ơi, nổ xích đâu rồi? Đánh tay. À không, biến ảnh dứt điểm. Này mình coi lại trận của Faker ngày hôm qua anh em ha, chơi lập lăng ha. Trời, 5 người đi xuống đường dưới cơ. Không tử chuẩn vậy, đánh tay dứt điểm luôn cả. Trời ơi, mới vô có chiến công đầu rồi. Thơm 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 thơm. Nhưng mà anh không xài skin ta. Đánh rank cũng không xài skin hả? Xài để cho quen ấy chứ. Tốn công của ra ép áp vô tài khoản xong không xài. Hello Hằng nha. Chú Linh xem trận top eSports với lại Li Ninh chưa? Chưa, đợt này đâu có coi LPL nữa đâu. HLE bữa đánh với lại KT hơi căng anh hả? Căng không? Bữa bữa HLE đánh với lại KT có căng đâu? KT thua hai pha giao tranh cái thua luôn mà. Ở căn bản là bên phía của Hanwha đi đường tốt anh em, với lại team fight vượt trội hơn so với lại bên phía của KT. KT mùa này yếu lắm. KT ở mùa này yếu hả? Rời rạc lắm. Dùng từ rời rạc là hợp lý nhất rồi á. U nhưng mà Perfect hôm bữa thấy là vẫn đeo khẩu trang đúng không? Chưa hết bệnh nữa hả? Viking của Sọt chắc chắn. Anh Sọt trên bây giờ đánh căng quá hả? Ồ, Sọt trên còn nói gì nữa. Nhưng mà một phần nữa gọi là sao ta? Nếu mọi người coi VCS á, Linh thì không có coi kỹ nhưng mà không coi full á, nhưng mà có coi, có nắm được một vài những cái tình huống sơ bộ. Thì khi mà mình coi sơ bộ thì mình thấy có nhiều cái điểm mà nó chưa mắc binh đó. Nhiều lắm, ví dụ như là nói chung là anh em muốn coi thì lâu lâu Linh đá qua một vài những cái điểm mà Linh thấy Linh lưu ý cho. Kha'Zix 37 ra găng ở đường giữa nè, Master Yi à. Master Yi như thế này tuyệt kỹ alpha chạy được không đây? Không chạy được. Trông sát thương kìa. Master Yi đối đầu với lại Lập Lăng kèo quá mềm cho Faker. Rồi 2 giây nữa hồi biến ảnh di chuyển vào áp lực cùng với lại Kha'Zix. Ơi ơi, tốc biến nổi xích đánh tay 2 hit nữa có bùa đỏ cho Faker 3 sát. Ván này dễ lắm anh em, ván này dễ lắm. Gam hay Viking à? Gam hay Viking là tuần sau Gam với lại Viking đánh với nhau đúng không? Linh nghĩ là Gam sẽ thắng. Để chút nữa coi xong tranh đi, nếu mà anh em muốn coi về nội dung chi thì tuyệt kỹ anh ra ra phía sau lưng chém ác vậy. Nối xích thành công ha, cái cơ khá là bình tĩnh, quay ngược trở lại biến ảnh đánh tay nhấp về một nhịp. Ok, 3-0 dành cho Faker về nhà 2 quyển sách cũ. Nối xích trúng không? Trúng rồi đúng không? Nhưng mà Master Yi có thiền. Talia thì cũng đang có ý định găng Faker ở đường giữa. Faker còn biến ảnh anh em á. Tuyệt kỹ alpha, Faker mất cái đồ tại chạy về chỗ Kha'Zix. Kha'Zix nhảy vào Master Yi. Ấy da, chủ động tốc biến chém tay nhưng mà không đủ sát thương. Faker dịch ngược trở lại, Kha'Zix che cái phi thạch. 4 sát rồi. Nhanh gọn lẹ luôn đó chứ. Bán này coi sương sương, coi chiêu chiêu xong ngồi nói chuyện với mọi người là chính ha. Hồi nãy thấy Guma có đánh 2 ván xạ thủ. Drill buồn chuột.
nói chung là gọi là sao ta, cái trong cái tuần vừa rồi á, nếu như mà anh em nào mà coi Genji á, cái trận của Genji khi mà chơi con Zara của Kennen đó anh em, cái trận đó là cái trận chuẩn của việc mà mình đánh theo quay lính và mình tận dụng cái nhịp tempo của những con tướng nó mang lại á. Nói chung là trận đó mắc binh lắm, bên phía của Genji đánh mắc binh lắm. Anh em nào mà nghiên cứu về macro á thì anh em có thể coi trận đó, anh em lấy cái hình mẫu á. Trận đó thì Linh với lại Tùng bình luận á, kiểu như bên phía của Genji đánh kinh lắm anh em ơi. Họ hơn đối phương vài giây đi rừng đúng không? Họ khai thác liền. Nói chung là họ tận dụng rất là triệt để những cái lợi thế á mà chất tướng nó mang lại á. Xong cứ lăn cầu tuyết, lăn cầu tuyết. Nhất là giai đoạn mà về sau á, anh em sẽ thấy là kiểu dạng bùa xanh đối phương vừa ra đúng không? Genji kiểm soát. Kiểm soát xong rồi Lehen về nhà sạc mắt. Chạy ngược trở lại cánh trên, bùa đỏ đối phương vừa ra đúng không, kiểm soát luôn là không có rừng cho Zhang Zhe luôn á anh em. Ván đó đánh mắc binh lắm mà Genji bây giờ ghê quá. Genji bây giờ ghê là ghê ở 5 người chứ không phải là ghê ở một một cá cá nhân nào anh em, sợ thật sự. Chơi game mà chơi game mắc binh. Guma đánh 3 ván Kai'Sa, SQ với lại Jerry đó anh. Ừ, xong ván này thì mình coi Guma UC ha. Vợ của Guma Yuxi hồi nãy đang ngồi lướt lướt, hồi nãy đang ngồi lướt lướt cái Facebook, xong rồi thấy cái video của một cái bạn fan Guma Yuxi á hát cái bài mà cổ động cho Guma hề phết anh em. Chút nữa để tôi mở lại cho anh em coi. Rồi tuyệt kỹ Alpha Faker che quyền đổi mạng. Lô Đào Nhi nha, buổi tối vui vẻ nha anh. Ok Đào Nhi, xấu xác rồi anh em ơi. Làm nhẹ con lập lăng xấu xác 10 điểm phong ấn ám. Cái này mình coi lại ha, trận này là trận của Faker đánh ngày hôm qua rồi. Ây da, hụng xe. Nhưng mà hụt con xe. Hề chúa luôn. Về nhà úp nề dai. Về dai 10 số. Không có lên bí chương thức truyền úp nề dai. Ở thời điểm hiện tại đang out trang bị rồi. Một combo có thể one shot. Review một lượt các bài cổ động đi. Ok, bài mấy cái bài của mấy hai 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 cái bài về sau của Kira đúng không? Kira với lại Gumashi Linh chưa coi. Mới coi của Honor Zed với lại của Faker. Lập Lăng đang có biêu hỏa khuẩn rồi. Biêu hỏa khuẩn hồi trước Linh chơi Lập Lăng, Linh lên thì anh em nào mà chơi mà. Đúng không? Anh em còn nhớ cái trận mà Linh đánh theo yêu cầu của mọi người không? Mọi người donate cho Linh kêu Linh đánh Lập Lăng á. Thì Linh chơi hỏa khuẩn anh em chơi mà. Anh em kêu là hỏa khuẩn nó có gây đam được đâu. Cái người ta cần là cái người ta lấy cái chiêu cuối. Người ta lấy cái cooldown chiêu cuối. Tôi là tôi đi trước thời đại rồi. Biến ảnh lên xích nè, nối E2 nè. Ok, Master Yi mấy điểm thiền đây? Một điểm thiền mà trâu dữ ta. Ai chê hả? Trời ơi, anh em chê ác luôn á. Cái bài của Zed nó cứ ám ở trong đầu em. Từ bây giờ là em sẽ không nghe được cái bài đá banh một cách bình thường nữa. Chê anh combo hả? Ơi, xin trân trọng thông báo với anh em. 2 ngày gần đây, Linh sủi stream để Linh quýnh ranh. Hồi chiều nay là Linh lên tới 400 điểm Linh cao lên thủ. DNT 8.000 cho Linh. Vấn đề cô phải là hỏa khuẩn. Vấn đề là ai chơi AH anh Linh. Cảm ơn và Linh và Linh. Anh nói chứ kiểu như bây giờ Linh lớn tuổi rồi anh em, cái không biết sao nữa, kiểu khi mà mình lớn tuổi á, 2 ngày vừa qua kiểu dạng Linh rảnh lắm, ý là cũng có đi làm về xong mắc mưa đồ các thứ mệt mệt, nhưng mà kiểu dạng tối thì cũng không làm gì á, ngủ sớm lắm, xong rồi bị ngại giao tiếp anh em,
tính lên stream rồi, nhưng mà kiểu dạng bị ngại giao tiếp với lại mọi người á. Nhưng trong cái khoảng thời gian đó, nó giống như là mình không có muốn tiếp xúc với lại ai hết. Thì cái ngồi đọc sách, ngồi đọc sách, xong rồi ngồi chơi game đọc sách, với lại tập đàn. Hẳn là ngại giao tiếp mà. Ngại mà. Điện ảnh à. Ây da, xích trượt, xích hai cái xích thì một xích trượt, một xích vào blue rồi. Rồi ok, gặp một cái ứng á ký, Faker có tốc biến ha, biến ảnh dứt điểm nổ ứng á ký. Chính xác, quá đơn giản. Ván này thì mình coi chiêu chiêu thôi anh em ha. Ván này Faker xì mớp á. Tính ra là trong một tháng vừa rồi á, là Linh đọc được 3 cuốn sách rưỡi anh em, trong vòng một tháng. Đó, còn anh em thấy cái tốc độ đọc sách luôn. Nhưng mà có mấy cuốn mà Linh thấy nó, có mấy cuốn mà Linh thấy nó không hay ra lắm. Rồi cái cuốn đầu tiên mà Linh đọc là cái chém Faker dữ vậy. Ừ, nổ xích lần hai. Trời, nổ xích đâu rồi? Đánh tay, đánh tay. À không, biến ảnh dứt điểm. hai chục sách này dài. Linh Linh DNT 8000 cho Linh. Em có ông anh 30/4 phát hiện bị ung thư. Hôm thứ năm vừa rồi đi làm giấy tờ cho ảnh còn gặp ảnh. T2 chưa kịp lên bệnh viện lấy giấy thì chủ nhật ảnh đi rồi. Thương vậy. Rồi tóc biến, biến ảnh double kill, triple kill. Trời ơi. Ác. Vét thì đừng hỏi luôn, súng lục Luden. Linh Linh DNT 8000 cho Linh. Tuần vừa rồi dài ghê. Linh thấy rất là nhiều người luôn á, kiểu như là cái trường hợp mà bị phát hiện ung thư xong rồi mất một khoảng thời gian ngắn sau đó đó, rất là nhiều người đó. Nó đến từ cái tâm lý đó. Cái tâm lý là một cái ảnh hưởng quan trọng lắm đó, về sức khỏe. Không, cái này thiệt đó nha, kiểu như là mình đang ví dụ như mình phát hiện ra mình bị ung thư đúng không, giai đoạn 3, giai đoạn 4 gì đó, cái tự nhiên là mình bị suy sụp. Rất nhiều trường hợp đó. Trời ơi, biến ảnh. Không, đó là ứng ác ý biến ảnh xong rồi nối xích ha. Vò lên dĩa. Giờ ảnh mạnh quá rồi, 13 sát rồi. Ảnh múa. Biến ảnh lên ở ngay cái nối xích vừa rồi trúng là chết đó. Xích vừa rồi cái đó là gì? WRE. Ngon. Trúng cái E đó là nổ sóc điện là chết luôn á, nổ ấn ngắt ý lần hai. Chú chúc cháu thứ năm này thi trung học phổ thông thật tốt được không chú? Trung học phổ thông là năm nay là đang học 12 đúng không? Chúc ngân panh hả? Là cái gì đây? En panh. Thì lớp 12 thành công nha. May mắn nha. Ồ, sĩ tử bây giờ đang chuẩn bị thi ha. Tính ra hai team đang cân bằng mạng hả? Ừ, bỏ cái lập lăng này đi. Anh hay đọc sách gì hả? Ui 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 ui, xém chết kia. Ui, cái hỏa khuẩn nó đốt vừa rồi cũng căng quá ha. Để coi cái chiêu cuối bây giờ cấp độ 11 hỏa khuẩn là bao nhiêu anh dây anh em? 20 giây. Thường mà nếu mà lên cái giày khai sáng nữa là cũng chắc còn ở chừng 18 giây. Chúc bạn Phương Anh thi tốt. Ủa sao biết tên Phương Anh? Nhã vía 28 điểm cộng. 28 điểm cộng là nhiều lắm rồi đúng không? Thì mấy môn ta? Linh đã ra Hải Phòng bao giờ chưa?
Lập lăng ác ha, 25 số mề dài. Hỏa khuẩn. Súng lục lưu rồi, Master Yi nhảy kìa. Mấy cái điệu nhảy vừa rồi của Master Yi làm cứ nhớ tới Dũng Senpai kìa. Biến ảnh lên, mô phỏng biến ảnh có tuyệt kỹ Alpha ứng ác ý. Nổ cái hỏa khuẩn ngay người ha, đốt ác ha. Linh Linh DNT 8000 cho Linh, đi Hải Phòng coi hoa á anh. Đi Hải Phòng coi hoa hả? Hoa cải đúng không? Mấy anh em Hải Phòng cho tặng cho một bó hoa cải đúng không? Linh đọc sách gì hả? Mấy anh đây Linh đọc được mấy cuốn rồi. Cái cuốn đầu tiên Linh đọc là cái cuốn hành trình, kiểu như là hành trình của linh hồn khi mà kiểu dạng người ta chết đó. Nhưng mà đọc thấy nó hơi hư cấu nên đọc khoảng chừng vài chương cái dừng. Xong rồi cái cuốn thứ hai là cái gì á, cái cuốn thứ hai thì nó sẽ liên quan tới pháp y, nó là lời thú tội của những xác chết, kiểu như là mình mấy cái thi thể á, nó sẽ cho biết là cái con người đó trước khi mà còn sống á, nó sẽ làm gì. Nhưng mà cái đó nó cũng hơi ghê. Nói chung cũng hơi ghê. Xong rồi cái cuốn thứ ba là cái cuốn Hẹn Nhau ở Đỉnh Cao, là một cuốn của một nhà văn ở bên Trung Quốc. Nó kể về cái hành trình phát triển bản thân của tác giả ở năm 30 tuổi mới bắt đầu. Đó, kiểu là như vậy ha. Xong rồi cái cuốn bây giờ đang đọc là cái cuốn Sự Sụp Đổ Của Đồng, Sự Sụp Đổ Của Tiền Tệ. Cái cuốn này hay. Cái cuốn này khá là hay. Cái cuốn này thì nó đang nói về mấy cái tình hình thế giới bây giờ đó. Linh thấy là nó có một cái tính thiết thực. Cụ thể là mấy cái kiểu sắp tới nữa. Ví dụ sắp tới thì đồng đô la sẽ bị giảm giá trị á. Kiểu là như vậy, thấy khá là hay. Ông tác giả viết sách kỹ lắm, mấy cái đó tác giả viết sách kỹ lắm. Có thông số số liệu 100 năm đổ lại. Nếu so sánh SKT năm 2015 và T1 bây Linh giờ, Linh DNT 8000 cho Linh. Hơn. Sự sụp đổ của tiền tệ là khởi đầu để anh đọc tiếp Bitcoin á anh mặt cười. Dạ. Yeah. Càng ngày thì sẽ càng mạnh hơn chứ anh em. Năm 2015 thì sẽ thua năm 2016. Cùng một cá nhân á. Linh nghĩ là như vậy, tại vì khối lượng kiến thức nó sẽ được gia tăng thêm. Xem Guma Yoshi anh em ha. Guma Yoshi. Xem trận nào nè. À đâu rồi, quên. Nãy đang tính nói với mọi người là hồi chiều nay coi được cái video clip. Bạn này hát tiếng Việt nhìn mắc cười lắm. Ủa, đâu phải này đâu. Này nhìn cute ha.